Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên Đức Hòa Thượng. Sáng hôm nay, ngày 29 tháng Giêng năm Quý Mão, nhân khóa tu Tịnh Lạc lần thứ 9 tại đạo tràng tu viện Tường Văn, cũng là buổi lễ khai giảng. Giờ phút này, đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm, thanh tịnh y như Pháp. Thay lời cho toàn thể ban tổ chức, quý hành giả của khóa tu Tịnh Lạc, thành kính cung thỉnh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Quang Lâm Pháp Tòa để chứng minh buổi lễ khai Pháp cho toàn thể hành giả chúng con trong buổi sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban chuông cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã để cung nghinh Trưởng Lão Hòa Thượng Quang Lâm. Toàn thể hội chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Phật để cung thỉnh Đức Hòa Thượng. Nam mô A Di Đà. Trước khi bắt đầu vào buổi khai Pháp sáng hôm nay, giờ phút này chúng con xin được thành kính cung thỉnh Trưởng Lão Hòa Thượng, kính thỉnh Quý Tôn Đức và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Cung thỉnh Trưởng Lão Hòa Thượng khởi niệm.
thành kính cung thỉnh trưởng lão hòa thượng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên đức trưởng lão hòa thượng chứng minh, kính bạch trên quý tôn đức, kính thưa cùng toàn thể quý hành giả của khóa tu ngày Tịnh Lạc. Đức Phật cũng thường dạy rằng giáo pháp của Ngài thiết thực hiện tại, vượt mọi thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng. Vì thế có thể nói rằng tính thiết thực của giáo lý Phật giáo không phải là lý thuyết suông, mà đã trở thành một hệ thống tư tưởng mang tính thực nghiệm. Phải thực hành chánh pháp và sống trong chánh niệm thì con người mới có thể cảm nhận được niềm an lạc, hạnh phúc. Do đó mà khóa tu Tịnh Lạc đã ra đời năm 2022 và mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho quý hành giả trở về tham dự. Tiếp nối chương trình tu học 2023 cũng như nhằm đáp ứng nguyện vọng tu học của quý Phật tử gần xa, sáng hôm nay, Tu viện Tường Văn Trang Nghiêm tổ chức buổi lễ khai khóa cũng là khóa tu Tịnh Lạc lần thứ 9 và ban tổ chức chúng con lấy lòng vinh dự khi được sự chứng minh cao quý của Đức Hòa Thượng. Xin thưa cùng toàn thể hội chúng, hiện diện trên pháp tòa là sự chứng minh cao quý của Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thượng Minh Hà Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Viện chủ Giới lực Viện Vệ Nghiêm thành phố Hồ Chí Minh. Xin thưa cùng toàn thể đạo tràng, với cương vị là một vị giáo phẩm lãnh đạo từ cấp thành phố cho đến trung ương và được suy tôn vào ngôi vị hội đồng chứng minh, Hòa Thượng còn là một bậc thầy lỗi lạc, yên thâm về con đường luật học Phật giáo. Vì thế mấy mươi năm qua, Hòa Thượng với vai trò tuyên luật sư chứng minh nhiều đàn giới trên các tỉnh thành trong nước và còn kiến lập dưới đại viện hoằng truyền luật học cho các thế hệ tăng ni để duy trì mạng mạch Phật Pháp. Không chỉ dừng việc tiếp tăng độ chúng, mà thời gian qua Hòa Thượng đã khai mở cho nhiều đạo tràng nhận thức sâu sắc về con đường tu tập qua pháp môn tịnh độ, để lại nhiều lời dạy cao quý cho thính chúng đạo tràng gần xa. Hôm nay thật đầy đủ duyên lành, thật đầy đủ nhân duyên thù thắng, ban tổ chức chúng con được thành kính cung thỉnh Đức Hòa Thượng quang lâm về Tu viện Tường Văn để chứng minh buổi lễ khai pháp sáng hôm nay. Giờ phút này đạo tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh y như pháp. Thay lời cho ban tổ chức, thành kính cung thỉnh thượng tọa trụ trì Tu viện Tường Văn kim trưởng ban tổ chức sẽ đối chức hòa thượng để khải bạch thỉnh pháp cho khóa tu Tịnh Lạc sáng hôm nay. Thành kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đức Đại Lão Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Thông, hôm nay toàn thể đạo tràng phá tu một ngày Tịnh Lạc chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, kính xin tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Đức Đại Lão Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố, Viện chủ Chùa Huệ Nghiêm. Hôm nay thật là một niềm vinh hạnh lớn lao cho đạo tràng khóa tu một ngày Tịnh Lạc tại Tu viện Tường Vân chúng con, được sự hứa khả và quang lâm chứng minh và khai pháp cho đạo tràng chúng con là một cái nền tảng quý báu để khởi đầu cho những khóa tu tiếp theo của chúng con trong năm 2023. Chúng con
là những hàng hậu học, những người sơ cơ, những người kém phước duyên, luôn mong ngóng những bậc tăng bảo, những bậc đạo cao đức trọng, những người hiểu đúng với chánh pháp, để làm chỗ nương tựa, quy hướng cho chúng con trên lộ trình tu học. Phải nói rằng trong thời mạt pháp, để tìm được một nơi tu học và một bậc thầy chân chính nương tựa để giúp chúng con hướng về con đường giác ngộ là điều không phải dễ. Được sự hoan hỷ của Hòa Thượng là một trong những bậc thầy đạo cao đức trọng, chân tu thật học, là những người có tuệ giác, nhận đúng về chân lý của Phật Đà, là những người có thể giúp chúng con hiểu đúng về chánh pháp để tu tập có lợi ích thiết thực. Chính vì lẽ đó, cho nên những đạo tràng tu học rất cần những lời khai thị, dù ít, nhưng đó là những cốt tủy, đó là những lời vàng ngọc của Đức Phật, từ kim ngôn của các bậc tu học, chiêm nghiệm được chân giá trị của Phật Pháp truyền trao. Và giờ này, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm, thanh tịnh, lắng lòng hướng về những lời dạy cao quý của Đức Hòa Thượng. Chúng con xin đê đầu cung thỉnh pháp âm khai thị của Hòa Thượng trong ngày khai khóa hôm nay, để toàn thể thính chúng chúng con được ân chiêm công đức và tinh tấn tu học trong những thời gian còn lại của năm 2023 Quý Mão này. Chúng con xin thành kính đê đầu cung thỉnh pháp âm của Hòa Thượng. Mời tất cả quý thầy với Phật tử ngồi xuống. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay đủ duyên lành tại tu viện Tường Vân, chư tôn đức cũng như quý Phật tử có mặt hôm nay, chúng ta có một cái duyên lớn là thật sự năm nay thầy là 80 tuổi rồi, thành ra là nó là giảng sư đến đây mà giảng thì nó không có đúng lắm, tại vì cái tuổi này là cái tuổi lú lẫn và chữ nghĩa thì quên trước quên sau, nói nó không có đầu đuôi. Vì mến cung kính qua là thượng tọa trụ trì ở đây mở đã chín khóa vì Phật tử tu học, thì hôm nay đầu năm để khai pháp, thầy mạo muội rằng là đến đây để mà chia sẻ những gì trong cuộc đời tu hành của mình, những kinh nghiệm tu và chỗ nương tựa vững chắc trên con đường đi của một người con Phật. Chỉ là chia sẻ những gì mà chính mình được, mà là những lời Phật dạy, những lời các vị tổ mà mình làm được, vui vẻ trong cái việc làm của mình và thấy có lợi ích trong hiện tại của đời sống. Và tin chắc ngày mai kia khi bỏ cái báo thân này rồi thì chắc chắn có nơi mình trở về, và chắc chắn tin tưởng rõ ràng như vậy. Đó theo cái kinh nghiệm, chứ không phải trên văn tự giáo lý, mà đã 40-50 năm theo học ở trường, trai trong sách vở. Đó là những cái điều mà mộc mạc có thể chia sẻ với tất cả những Phật tử ở nơi cái đạo tràng này. Thì như Phật tử biết, Phật tử đã biết là các vị hiện tại ngồi trong đạo tràng đây chắc chắn rằng không phải một đời, hai đời mà chúng ta vun trồng cái thiện căn mà có như ngày hôm nay. Đức Phật dạy rằng được thân người là khó, mà đủ lục căn lại càng khó.
mà được gặp chánh pháp lại càng khó hơn. Thì hôm nay những cái điều đó tất cả quý Phật tử đã được. Chứ giờ này chúng ta được thân người mà chúng ta què hoặc không đủ lục căn, cũng đâu có duyên đến đây mà ngồi nghe pháp. Bây giờ này tất cả quý Phật tử đó là mừng mình được thân người, được đầy đủ lục căn và được nghe chánh pháp, đó là điều vô cùng khó khăn, hiếm có chứ không phải dễ dàng. Thành có một vị tổ nói rằng được thân người mà tật nguyền là đau yếu không đủ lục căn cũng hạnh phúc hơn những cái người mà họ đọa vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Giàu được thân người mà nghèo đói, xấu xí, tật nguyền cũng hạnh phúc hơn là những cái loài đó. Mà giờ mình so sánh tất cả quý Phật tử, giờ này chúng ta rất là hãnh diện. Rất là hạnh diện được một kiếp người ngồi trong cái pháp đường này để mình nghe pháp. Thì tất cả quý Phật tử thấy rằng hạnh nguyện cũng như con đường đi của Đức Phật, vì cái mục đích chính là muốn ra khỏi khổ, đạt đến cái sự giải thoát trong một cái kiếp này. Chúng ta hạnh diện là kiếp làm người nó khó rồi, nhờ được làm người ngày mai kia chúng ta sẽ như thế nào, được làm người hay không. Cũng như tổ Trí Húc đã từng dặn dò người con Phật, các ông đời nay mặc chiếc pháp phục này, ngày mai kia khi rời chiếc pháp phục có thể mặc được trở lại hay không, hay thay trên mình là miếng sắt nóng hay lông lá hôi tanh. Này chúng nhớ, rất khó, rất khó. Do đó trong một đời mà được hiện tại làm cái thân người gặp chánh pháp, phải làm sự như thế nào trong một đời này giải quyết vấn đề đau khổ, vấn đề sanh tử, một kiếp này thôi mình gặp chánh pháp phải giải quyết. Cái đó là cái mà chư tổ chư Phật đã nói rất nhiều. Như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật là thị hiện ra đời là chỉ có một điều, làm sao cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Đó. Ngộ nhập tri kiến của Phật. Chỉ có điều đó thôi mới ra được khỏi sanh tử luân hồi. Mà thời bây giờ chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, cái vấn đề khó. Tất cả các đức Phật cả một đời hy sinh thị hiện vì muốn chúng sanh hết khổ, cho chúng ta biết đường đi hết khổ. Nên Đức Phật Thích Ca gần nhất hiện tại chúng ta là 49 năm hay là 45 năm đã sau khi thành đạo nói pháp mới nhập Niết Bàn 49 năm. Với cái mục đích là đưa tất cả chúng sanh ra khỏi cái khổ, nhận chân được những điều quan trọng đó, đó là sự thật. Nên Ngài đã suốt 49 năm nói giáo pháp. Thì trong giáo pháp của Đức Phật đưa ra làm hai phần. Một phần là thành Phật ra khỏi sanh tử trong một cái đời này hiện tại. Trên cõi đời này giải quyết sanh tử bằng cách tại đây. Hay là thành Phật tại cái thế gian này. Thứ hai là thành Phật ở cõi cực lạc của Đức Phật ở Di Đà. Mà xét về thành Phật tại cõi thế gian này, chúng ta
làm nổi hay không. Phải đoạn kiến hoạt, đoạn tư hoạt, đoạn trần sa hoạt và vô minh hoạt là bốn cái hoạt lớn nhất. Mà muốn đoạn như vậy trải qua vô lượng ở tăng kỳ kiếp, cho một đời này chúng ta giải quyết không nổi. Trong cái hiện tại, đó là nói vấn đề tự lực. Tự lực trong cái đời này. Muốn ra khỏi sinh tử luân hồi, phải đoạn tối thiểu, đoạn kiến hoạt và tư hoạt của tiểu thừa mới chứng A-la-hán. Rồi muốn làm Bồ-Tát lên quả Phật, phải đoạn trần sa hoạt và vô minh hoạt mới lên được đẳng giác đến diệu giác. Nó phải trải qua 42 địa vị có hiền và thánh. Đó là chưa nói với đó là thập tính. Thập tính thuộc về ngoại phàm mới là phục phiền não chứ chưa đoạn phiền não. Nên không liệt vào trong 42 địa vị của hiền thánh. Đó là nói vấn đề tự lực. Một con đường thứ hai của Đức Phật đưa ra cho đời mạt pháp này là tha lực, là căn cứ vào lời nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng lúc còn tu nhân, là sanh về cõi cực lạc, tiếp tục làm bạn với bất thố Bồ Tát, các hàng nhất sanh bổ sứ, thẳng lên Phật quả. Cái đường đó là nó gần, không chông gai, không có gì. Còn ở cõi ta bà này, chúng ta trồi lên trục xuống, đủ thứ điều kiện mà rất là khó khăn. Thành hai đường nên Ngài Long Thọ, Ngài đưa ra về cái vị hành đạo và cái nan hành đạo. Cái vị hành đạo là cái tha lực sanh về cõi cực lạc Đức Phật A Di Đà, tiếp tục từ đó mình tiến lên Phật quả, không còn trở ngại. Đó là như chúng ta đi thuyền, đi máy bay, đi thẳng thôi. Chứ không còn, khi mà chúng ta leo được lên thuyền, leo được lên máy bay rồi, thì không còn nghĩ ngợi rằng, lo toan rằng tới hay không tới. Đó là nói về là tha lực. Nên Ngài Long Thọ, Ngài đó là cái phương pháp dễ hành, kêu là dị hành đạo. Còn một phương pháp tự lực mình phải đi bộ từ Sài Gòn ở đây, từ nhà các vị, từ đây lộ bộ về đây, không nhờ xe, nhờ cổ. Đó là tự lực. Rất là gian nan, rất là khó. Qua một cái biển khổ, qua cái sông lớn như vậy, mà tự mình lội thì chắc chắn rằng cái phần mà tới khó lắm. Thành Ngài Long Thọ, Ngài phân ra giáo pháp 49 năm nói pháp của Đức Phật, chia làm dị hành đạo và nan hành đạo. Tóm lại nó gì? Dị nan hành đạo là cái tự lực của mình phải tu từ đoạn kiến hoạt, đoạn tư hoạt, đoạn trần sa hoạt và vô minh hoạt mới lên tới vấn đề Phật quả. À, còn nếu mà cái vị hành đạo là chỉ căn cứ vào cái nguyện của Đức Phật A Di Đà lúc còn tu nhân làm tỳ kheo pháp tạng là có một nguyện 48 lời nguyện, mà 48 lời nguyện đó có một lời nguyện đặc biệt trong 48 lời nguyện, đó là nguyện thứ 18. Mình có phần là mười phương, nếu tôi thành Phật, mười phương chúng sanh ai tin ưa tôi, muốn về nước tôi, niệm danh hiệu tôi, nhận đến mười tiếng, tôi không rước, tôi không thành chánh giác. Ngài không có đòi hỏi điều kiện gì hết. Còn nếu mình tự lực, phải đoạn ngũ hạ trừ ngũ thượng. Đó là nói về cái phiền não. Còn đây Ngài không đòi hỏi gì hết. Thành tất cả pháp môn tịnh độ cho cái, áp dụng cho căn cơ thời mạt pháp này rất là dễ dàng. Mà chỉ đòi hỏi chúng ta
cái điều kiện tin và muốn về. Cái là tín và nguyện. Còn cái hạnh tùy theo tháp cao. À, ví dụ mình muốn đi qua Mỹ thăm con cái mình bên Mỹ, mình muốn đi, đó là nguyện. Tin con cái mình bản sướng hơn bây giờ, tiền bạc nó có, nó lập nghiệp bên kia, đó là tin và nguyện. Rồi cái hạnh mình có tiền nhiều thì mình muốn giá, mình muốn vé thương gia, mình lên máy bay thông thả hơn, sung sướng hơn. Còn mình ít tiền, mình đi cái giá phổ thông thì cũng tới bên Mỹ như vậy. Đó là nói về cái hạnh. Thành về ở đây chúng ta triển khai quan trọng nhất là cái pháp môn tịnh độ, là cái chỗ nương tựa của chúng ta. Đôi khi quý Phật tử đây chúng ta sống, chúng ta tu cả đời mà dường như là còn mờ mờ, nhớ còn mờ mờ cái đường đi ngày mai, không biết mình nhắm mắt lại có sanh về đâu. Đa số dầu người đó tu pháp môn tịnh độ cũng chưa chắc mà mình được sanh hay không, Đức Di Đà trước hay không, nó còn mờ mờ. Tại vì nếu mà mình biết được rồi thì rất là dễ dàng, tin chắc 100% chứ không có lời nghi ngờ. Là bám sát vào nguyện thứ 18 của Đức Phật Di Đà lúc tu nhân của Tỳ Kheo Pháp Tạng. Mười phương chúng sanh, là mình không ở ngoài mười phương rồi. Có Phật tử nào mà ở ngoài mười phương không? Có ngoài cái nhỏ vũ trụ nhỏ này, bây giờ chúng ta ở ngoài trên ngoài cái trái đất này không có, ở ngồi đây không có ngồi nữa. Mười phương chúng sanh chắc chắn có mình. Mà mười phương chúng sanh đó là chúng sanh ác cũng có, thiện cũng có, tu cũng có, không tu cũng có, giữ giới cũng có, không có phá giới cũng có. Đủ thứ hạng người trong đó hết đó, là mười phương chúng sanh. Mà ngài nói tin tôi và muốn về nước tôi, tin và muốn về, thì ngài đòi hỏi gì? Tin và về mà chỉ niệm Phật nhẫn đến có 10 tiếng mà tôi không rước, tôi không thành chánh giác, mà giờ này ngài đã thành Phật từ lâu rồi, cách đây hơn 10 kiếp. Nếu mà cái nguyện của ngài giấu chúng sanh thì ngài này không có thành Phật. Ngài đã thành Phật rồi, tất nhiên lời nói của ngài là chắc. Mình niệm Phật chắc chắn được vãng sanh. Đó, cái niềm tin nó vững chắc như vậy. Thật là ngài không đòi hỏi gì hết. Đó là cái điều mà rất là quan trọng của một cái người, một người con Phật. Thành hiện tại quý Phật tử, mình không có chỗ nương. Giờ mình nghe nói Đức Di Đà, mình tin Đức Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh Di Đà là ba kinh cốt lõi của pháp môn tịnh độ. Thêm một bộ luận nữa là bộ luận vãng sanh luận của Thiên Thân, của ngài Thế Thân. Bốn cái bộ đó là bốn chính để chúng ta vào nương vào. Cái 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà, điều thứ 18, mình thấy rất là ấm lòng. Không lo ngày mai kia, khi nhắm mắt không biết là mình về hay không về, nó không có, chắc chắn. Tại vì ngài không có đòi hỏi điều kiện gì hết, mấy điều kiện thì là mình đã có hết. Ngài nó đòi hỏi 10 tiếng, nhẫn đến 10 tiếng thôi. Bây giờ ngày nào mình cũng niệm Phật mấy sâu chuỗi như vậy là quá nhiều. Cái đó là cái rất quan trọng. Mà đòi hỏi có tin và có muốn về hay không, cái đó là cái rất là quan trọng. Cái tin có về hay không, tin là ngài Thiện Đạo ngài đưa ra là tin cơ và tin pháp. Bây giờ nói là tin cơ, bây giờ mình nhìn lại mình tu có nổi là đoạn kiến hoặc tư hoặc hay không. Mà đoạn kiến hoặc tư hoặc tiểu thừa thì thành A La Hán, còn bước lên muốn lên Phật quả phải đoạn trần sa hoặc và vô minh hoặc. Bây giờ mình nhìn lại cá nhân mình, cái gì cũng còn nguyên hết. Tinh cơ mình nhìn lại mình là phàm phu thứ thiệt, chứ không phàm phu giả. Phàm phu mà phàm phu thiệt, chứ ta còn phàm phu giả còn đỡ, mình thứ thiệt. Thứ thiệt là ai có cái gì mình có nấy hết.
Trên thế gian này có cái gì mình có nấy, không có hơn ai hết. Thì nếu như vậy thì trên đường ra khỏi sanh tử đến Phật quả dường như mình không có phần. Ông Phật tử thấy tu lục độ vạn hạnh mình có tu được không? Bát chánh đạo mình có tu được hay không? Không tu được. Bây giờ nó bố thí. Nếu mà bố thí một trong lục độ là bố thí phải tam luân không tịch, là không thấy mình thấy, không thấy người nhận và không thấy của thí, chừng đó mới gọi là nó bố thí đúng nghĩa. Còn giờ là mình không được. Thì trên đường đi cũng suốt cuộc đời dường như khó ra khỏi sanh tử luân hồi, mình không có phần. Khi quý Phật tử mà tu niệm Phật, tu tịnh độ, cái nguyện tới 18 nắm vững được, mình có chỗ nương tựa. Bữa nay thầy muốn nói truyền cho Phật tử là chỗ nương tựa của một kiếp người, người con Phật trong thời mạt pháp này, chỗ nương tựa. Mà nương tựa đó là câu Nam Mô A Di Đà Phật để vãng sanh về cực lạc. Chứ giờ mình nương tựa, quý Phật tử nghĩ nương tựa chồng con cũng không được, tài sản bỏ ngân hàng vậy cũng nương tựa không được. Khi mà ra đi rồi không có miếng gì trong tay. Thành là thường thầy ưa nói cái bài thơ mà cho những Phật tử ấy, là mãi mê lên núi tìm trầm, là sống sanh ra đây là cái sự nghiệp, lo không có nhà lo nhà, không có tiền lo tiền, không có đất lo đất, mãi mê lên núi tìm trầm. Là những cái đó cái quý của cái chúng sanh hiện tại. Chẳng hay trầm ở trong tâm yên bình, cái tâm mình yên bình lúc nào ngồi yên, không bị dính mắc cái cảnh ở ngoài, đó là trầm thứ thiệt á, không ai vượt được á. Mãi mê trong cõi hư vinh, chạy theo danh theo lợi chức tước, một khi đất gọi giật mình trắng tay. Khi đất gọi 30 tháng chạp tới rồi, nhìn lại cả suốt cuộc đời 7-80 năm, 30-40 năm mình không có được cái sự nghiệp gì hết, giật mình trắng tay. Đâu Phật tử với ưu tư, tất cả chúng ta xưa nay quên ba vụ đó, quên vụ đó đi. Mà khi mà giật mình trở lại, mình không có mình cái phần nào hết, không chỗ nương tựa, không chỗ nương tựa. Mà bây giờ quý Phật tử đã nghe pháp, đã biết nhận chân rồi, mình có một chỗ nương tựa vững chắc của cuộc đời của mình. Chứ mình đã so sánh tất cả những pháp hữu gì thế gian, không có gì mà nó bền chắc. Cả tài sản vật chất, bao nhiêu nhà lầu xe hơi cũng gió thoảng, chứ không có cái gì mà mình không có nương tựa được. Khi mà cuối cuộc đời chỉ câu A Di Đà là mình chết được vãng sanh về cực lạc, Đức Phật A Di Đà. Thành Tỳ Kheo Pháp Tạng đã hứa cho tất cả chúng sanh, lãnh tất cả, lãnh tất cả những cái gì cho chúng sanh. Hồi xưa thầy nghĩ rằng cái từ mà đới nghiệp vãng sanh, mang cái nghiệp này trở về cõi cực lạc, đó là trong cái phương tiện để mà nói, chưa cứu cánh. Tại vì cõi cực lạc là vô vi niết bàn, ngang với niết bàn, không còn sanh tử nữa. Trong 48 điều nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng là cõi cực lạc không có ba đường ác, thì mình lên trở chắc chắn không có sanh ba đường ác, không có địa ngục nào quỷ súc sanh nè. Thì sanh về cõi cực lạc như vậy thì mình thấy thoát khỏi cái ba đường ác. Mà thoát khỏi ba đường ác như vậy không phải cái cảnh mà nó thường mà chúng ta đạt được. Thành nó ngang với niết bàn, nó cực lạc vô vi niết bàn giới. Tùy duyên tạp thiện khủng nan sanh, cái đó là nguyên cái Hán á. Thế thì cố Như Lai tuyên pháp yếu, giáo niệm Di Đà chuyên phục chuyên, có nghĩa rằng là cực lạc với niết bàn là vô vi, là cảnh vô vi.
Mà hiện tại chúng ta tạo cái phước hữu vi, không bao giờ sanh được cõi cực lạc. Đó là hữu vi, còn cái kia là vô vi. Nên Ngài nói là tùy duyên tạp thiện, e khó sanh. Tùy duyên mình tạp thiện, làm những cái điều thiện. Ví dụ, như bữa nay niệm Phật, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật như vậy, mình thấy thiếu, phải niệm thêm Quan Âm. Rồi là tôi hơi bệnh, niệm thêm Dược Sư. Tụng bộ Kinh Di Đà chứ còn thiếu, cái phước nó ít, tụng thêm bộ Pháp Hoa nữa. Như đầu năm tháng Giêng tụng Dược Sư, là mình có là tạp thiện á. Thiện chứ không phải làm ác, nhưng mà tạp, tùy duyên tạp thiện, e khó sanh. Cho nên Đức Như Lai mới là chọn một cái pháp yếu, nên niệm Di Đà chuyên lại chuyên. Mà cái đó chúng tôi kinh nghiệm rằng xưa nay người Việt Nam chúng ta Phật tử niệm Phật không phải ít, rất nhiều, nhưng mà vãng sanh không có người. Phải nói thẳng như vậy. Niệm Phật thì ai nói tu tịnh độ. Tu niệm Phật về cõi cực lạc, ham về cõi cực lạc, thật sự cái nó ham cái miệng thôi, chứ cái tâm chưa. Chưa. À, có câu chuyện như vậy. Là cái ông đó niệm Phật, khi mà hấp hối rồi cái là ban hộ niệm, lợi niệm Phật. Niệm Phật khi mà Đức Di Đà hiện mà ông đi, ông chịu chết. Di Đà rước mà ông không đi. Rồi một tiếng đồng hồ sau coi như là mất. Mất rồi ta mới hỏi tại sao Đức Di Đà đến rước mà ông không đi. Ông mới thú thật: tôi còn thương đứa cháu nội, còn đứa cháu nội tôi chưa đi được. Mấy người hộ niệm ta mới rất là buồn. Ta nói tại sao? Hoặc là cái điều đó là điều hiếm nhất như vậy mà ta ông không đi. Ngay lúc đó thì có đứa dâu của ông và bà vợ mới ra quỳ dưới chân ông, nói rằng: ba cứ đi, đứa cháu nội ba để con lo tươm tất cho đến lớn. Ba cứ yên tâm, ba cứ đi. Khi mà nói như vậy rồi, niệm Phật trở lại một tiếng đồng hồ sau, Đức Di Đà hiện trở lại, lỏng ra đi. Thì bây giờ là nguyện, mình nhìn lại mình nguyện có thiệt hay không, muốn về cõi cực lạc hay không. Hay là Đức Di Đà hiện: tôi còn tiền ở trong ngân hàng, chưa có giao cho ai được trong này, khoan đi. Hay tôi còn cái này, cái kia, cái nọ, còn cái nhà chưa bán xong, chưa giải quyết nữa. Đâu Phật tử mình xét lại. Xét lại mình nguyện chưa? Có muốn về chưa? Mà có tin chưa? Chưa hẳn. Tin tại sao? Một câu A Di Đà Phật tiêu 84.000 kiếp trọng tội. Một câu A Di Đà Phật tiêu 84.000 kiếp trọng tội. Mà tại sao mình niệm Phật? Rồi tôi muốn bệnh, niệm thêm Dược Sư nữa, thì giờ đâu có tin. Thành không chuyên, nhớ. Nên là tu tịnh độ rất nhiều, nhưng mà vãng sanh rất là hiếm là vậy. Không lạc không chuyên, niềm tin chưa vững, mình không có chuyên. Thành Ngài Thiện Đạo, Ngài giải thích về nhất tâm bất loạn, dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên trong Kinh Di Đà, mình thấy yên, rất là yên tâm. Nếu đến giờ nó tu mà nhất tâm bất loạn, không ai tu được. Thành hôm trước, mấy cái pháp hậu trước, dường như Thầy có nêu ra về cái Hòa Thượng Trí Tịnh mà trước khi mà tịch 98 tuổi, lúc đó Ngài 97 tuổi, là 30 Tết Thầy đến đảnh lễ, mới hỏi gần cả thế kỷ như vậy, Hòa Thượng niệm Phật được nhất tâm chưa? Hòa Thượng nói chưa, tôi chưa nhất tâm, mà tôi được chấp trì danh hiệu. Dường như Thầy có kể cấp pháp hậu nè, có không? Được chấp trì, mà Hòa Thượng mới giải thích chấp trì như vậy. Chấp trì, tôi đang nói chuyện với huynh đệ giờ này, tôi đâu có niệm Phật, miệng nào niệm Phật, niệm nào nói chuyện, tâm nào nghĩ, tâm nào niệm Phật. Nhưng mà tôi ngưng lại, câu gì đạo Phật lên liền,
có liền, hiện liền trong đó. Là cái máy của Hòa Thượng không có tắt. Nó Hòa Thượng cứ dẫn chạy, nói chuyện gì dẫn chạy, vừa ngưng là câu Di Đà Phật có. Còn cái máy của mình khác, niệm nói chuyện thì không có niệm Phật rồi. Mà không nói chuyện cũng không niệm Phật nữa. Một hồi lâu nhớ lại mới niệm Phật. Rồi cái máy mình tắt, nó khác. Hòa Thượng được chấp trì, chứ chưa được nhất tâm bất loạn. À, thì bây giờ ai được nhất tâm bất loạn từ 1 ngày đến 7 ngày? Ai là mà cái thiện căn phước đức lớn mới được sanh? Mình giờ không có. Mình không có phước đức lớn được rồi. Mà dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên bất đức bị quốc. Đó là trong Kinh Di Đà. À, thì khi mà qua cái tư tưởng tịnh độ, Ngài Thiện Đạo nói, mình nắm liền. Dễ dàng mà có một niềm tin vững chắc. Nhất tâm bất loạn đó là chuyên. Là chuyên. Là quên thôi, nhớ là muốn vãng sanh, muốn niệm Phật liền, chứ không có niệm cái khác. Dầu ai có nói pháp môn khác thiệt hay nào, thiền nào, mật nào ra hay, nhưng mà thôi, mình không đủ khả năng làm ba việc đó. À, chỉ cứ Nam Mô Di Đà Phật, đó là chuyên tính trọn vẹn, là chuyên. À, là chuyên. À, còn là dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, là nếu mà thiện căn phước đức nhân duyên ít không có sanh về đó, là dĩ thiểu thiện căn phước đức ít đó là tại gì? Tại tu tạp mới không được vãng sanh. Nên thành bây giờ nếu mà vãng sanh, được vãng sanh, cái người tu về tịnh độ, 100 người tu tâm người vãng sanh, 1000 người tu và người vãng sanh, đó không tu tạp, nhớ. Chuyên và tạp, mà rồi là chuyên lại chuyên. Đại chúng nhớ cái điều đó, điều rất quan trọng. Điều rất quan trọng. Thành ra Thầy giải tỏa được cái vấn đề xưa nay tu niệm Phật nhiều nhưng mà vãng sanh rất hiếm. Là cái niềm tin, một là chưa vững, hai là không chuyên. Nếu mình chuyên á thì coi như chắc chắn được vãng sanh. Thành cái cốt tủy của pháp môn niệm Phật về tịnh độ là phải cầu vãng sanh. Còn nếu mà niệm Phật để cho vọng tưởng ít, niệm Phật để có phước cách này cách khác, đó là chưa phải về cái thuần tí của tịnh độ. Nhớ, tịnh độ là tin và nguyện lúc nào cũng vãng sanh. Thành là trong đó, trong tứ quay nghi, trong suốt cái thời gian từng ngày này qua ngày khác, quý Phật tử đều là chú tâm về cái tịnh độ, lúc nào cũng muốn nguyện bản sanh về cực lạc. Ví dụ như đơn cử, nó mình đi đâu đó xe nó kẹt xe hay mất thời gian, mình nghĩ rằng cõi ta bà này cho nó vậy, cõi này nó vậy chứ cõi cực lạc đâu có vụ mà kẹt xe như vậy. Ai là làm phiền phức, thí dụ ở đây mình một ngày an lạc rất là vui vẻ nhẹ nhàng, bước về nhà mình, tối bước về nhà mình, ông chồng ông đi nhậu say xỉn về nhà la chửi bực lên, rồi mình nghĩ liền cõi này nó vậy chứ cõi cực lạc đâu có những cái gì này đâu, nên mình thấy nó khỏe nhẹ nhàng để giải quyết. Đó là cái người mà tu tịnh độ, lúc nào gặp cái cảnh nào cũng nghĩ đến cõi cực lạc, lúc nào mình cầu sanh đó. Thành vậy nếu mình nghĩ được vậy, càng ngày mình không đắm trước cõi ta bà này. Đơn cử như diễn tả lưu ly sa cừ mà não đường ở trở là vàng học xoàn không à. Rồi bây giờ mình tiếc chi 1-2 lượng vàng, 1-2 học xoàn tại cái cõi ta bà này, mình dính mắt mình không chịu đi. Không, người Phật tử được vậy nó nhiều, rất là nhẹ nhàng. Đó là cái chỗ nương của một người con Phật, có cái chỗ mình nương. Thành cái cảnh mà khi mà cuối cùng cuộc đời, dầu cả đời mình làm ác, mình không biết niệm Phật, mình không biết tu thiện, khi mà cuối cùng cuộc đời của mình, lửa địa ngục nó hiện lên, quỷ sứ nó đến bắt, lúc nó sợ quá. Ai cứu mình đây? Thân bằng quyến thuộc mình đứng đó khóc vậy thôi, không ai cứu được.
tiền bạc tài sản có đầy đó đâu mà sợ quá. Nhưng mà mai thai có thiện hữu tri thức đến khuyên cõi cực lạc Đức Phật Di Đà tiếp dẫn để coi cõi đó, mình khởi cái tâm muốn về liền thì coi như là quỷ sướng đã mất. Thì cái đó, 10 niệm là cái ý nghĩa đó, chứ không phải giờ này quý Phật tử chờ tới đó là 10 niệm không có đâu. Mà giờ mình không có gây việc thiện, không làm bao nhiêu công đức như vậy, tới đó không dễ giàu mà gặp cái thiền hữu tri thức khi mà cuối cùng. Đó là cái đó là 10 niệm. Khi mình tin như vậy, một niệm, hai niệm cũng được vãng sanh. Hay là pháp môn niệm Phật là nó dễ dàng, nên là mới phân ra về cái thánh đạo môn và cái tịnh độ môn. Cái thánh đạo môn là dành cho cái bậc thánh mới làm nổi. Ví dụ người đời xưa Đức Phật nói một câu kệ, một bài kinh hay một lời ngộ chứng liền. Còn chúng ta thời mạt này, mà thời mạt này cũng giống như là chúng ta, ví dụ như cái hồ mà có cái bèo cám, quý Phật tử biết bèo cám nhỏ 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 ở dưới đó, lấy cục đá chúng ta liện xuống rồi cái nó dẹt ra được chút, rồi chút xíu có nó hiếp lại liền. Đây cũng vậy, ở Tường Vân là một ngày tịnh tu như vậy chứ, rồi ngày mai rồi cái đủ thứ việc xảy ra cũng nổi cáo lên rồi nha. Ngày nay thì không có, tại cái cảnh nó tốt thì cõi cực lạc cũng vậy, về đó bất thấu Bồ Tát. Ở trển không có người nào mà là giật hụi, không ai người nào mà gạt mình hết á. Thôi cực lạc đâu có. Nhất sanh bổ xứ là những hàng Bồ Tát còn một đời nữa thành Phật. Nó là quá sung sướng. Nghe tiếng gió, nghe tiếng cây cũng là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Muốn gì có nấy liền. Thành cái đó là cái là cái thuận duyên, thù thắng cho chúng sanh vào cái thời mạt này. Thành thầy nói là làm sao mình phải rõ cái cơ và cái giáo. Cái cơ là biết mình là phàm phu thiệt, nếu mà tự lực đời này một mình chắc không bao giờ mà ra khỏi sự sanh tử, phải chắc chắn như vậy. Mình tu không nổi, những pháp môn khác rất hay nhưng mình tu không nổi cho bậc thượng căn thượng trí, còn mình là cái hàm phàm phu, mà phàm phu thức thiệt như vậy thì chắc cũng khó. Rồi là đó là tin cơ và tin giáo ở chơi tin pháp á, là Đức Phật Di Đà có cõi cực lạc, là phát nguyện, đó là những sự thật. Thì thầy ví dụ như có một người đó có tiền, họ mua cái miếng đất thiệt rộng bao nhiêu mẫu như vậy, họ cất những nhà lầu, cái tâm nguyện là cất lên để mời những người khác về đây lập nghiệp và sung sướng ở như vậy, với vô điều kiện. Vô điều kiện thì không đòi hỏi một điều nào hết. Thì cũng tu nhân của Tỳ Kheo Pháp Tạng cũng vậy. Lúc đó khi mà một vị vua mà nghe Thế Tự Tại Dương Như Lai rồi xuất gia làm Tỳ Kheo Pháp Tạng, mới nguyện nguyện là 48 lời nguyện, mà 48 lời nguyện đưa ra mà thực hành vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp mà thành tựu được cái cõi cực lạc này, thì cái bản nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng muốn tất cả chúng sanh về cõi cực lạc. Mà nếu mà Ngài đặt điều kiện để về cực lạc thì không có mấy người về. Thành là tất cả Ngài là rước vô điều kiện, chỉ có niệm Phật, câu A Di Đà Phật là về tới đó. Cũng như người kia có miếng đất như vậy, lập lên nhà lầu đủ kiểu, đặt điều kiện phải bán giá này giá kia, không ai về được hết. Ngài gió không. Thành Tỳ Kheo Pháp Tạng phát 48 lời nguyện là vô điều kiện, là chỉ có một cái niềm tin thôi. Thành nhớ, thành là kinh nghiệm của chúng tôi mà tu tịnh độ là mình chỉ có niệm Phật, tin rồi cứ Nam Mô Đà Phật, không lo gì hết. Thành chúng tôi đặt hai cái điều. Điều thứ nhất là
mình niệm Phật rước hay không là trách nhiệm của Đức Di Đà. À, tôi niệm Phật mà tới đó Đức Di Đà không rước là lỗi của ông. Ông đã hứa tôi rõ ràng là 10 phương chúng sanh tin muốn về nước tôi, niệm danh hiệu tôi 10 tiếng, tôi không rước, tôi không thành chánh giác. Mà cái niềm tin của mình là bây giờ đã thành chánh giác rồi, cái lời đó là chân thật. Là chân thật như vậy tôi tin, tôi bây giờ tôi niệm Phật. Mà tôi niệm Phật là khi mà nhắm mắt không rước, đó là lỗi của Ngài, không phải lỗi của con. Đó là rõ ràng vậy. Bây giờ mình chỉ niệm Phật, tôi không có cần đặt vấn đề gì hết. Ngài đâu có đặt vấn đề mình là gì đâu. Đó là cái pháp môn rất là dễ. Nên là dễ mà kết quả nó cao. Nên Đức Thích Ca mới nói trong Kinh Di Đà, nan tính chi pháp, đem con tiền rất ít mà mua được đồ rất tốt như vậy là ít ai tin lắm. Thường thường ưa nói là tiền nào của nấy. Mà nói là nếu mà tu khó công sức nhiều thành tựu cái viết là bình thường. Đó là không phải là cái pháp môn nó dễ. Cái này đó là pháp môn này dễ. Nó thành tiền ít mà được đồ tốt. Cái việc đó việc mới là khó tin. Nên trong Kinh Di Đà Đức Thích Ca đã nói trước vậy, là cái nan tính chi pháp là cái pháp mà khó tin. Thành giờ cái tịnh độ ít ai tin, cách này cách khác cho đủ thứ vậy đó. Nó thật sự tịnh độ rất là đơn giản. Đơn giản. Tại xưa nay mỗi người đem cái pháp môn tịnh độ để mà nói mỗi cách. Ví dụ như đơn cử, như tổ là Huệ Diễn là sơ tổ của tịnh độ. Ngài là xuất thân từ cái thiên thai. Ngài tu về cái môn thiên thai, ngộ được cái lý thiên thai, Ngài mới đem đó để mà giáo hóa. Thì cao quá mình làm nổi. Tất cả những cái vị tổ khác cũng vậy, ngộ bên thiền, đem thiền ra để áp dụng về tịnh độ là mình làm không nổi. Mà chỉ nói là nếu tịnh độ thuần tí, đó là tổ thiện đạo. Mà truyền từ Ngài Long Thọ, Ngài Thế Thân, Ngài Đàm Loan, Ngài Đạo Xước, rồi mới tới là Ngài Thiện Đạo, là thuần tí. Mà tại sao xưa nay cái thuần tí, những cái tác phẩm của tổ thiện đạo bị lạc? Quý Phật tử học sử còn nhớ là Trung Quốc là tam võ nhất tôn chi ách, là 4 cái đời vua tàn sát Phật giáo, chùa chiền đập hết, đô sách vở đốt hết, chư tăng bắt ra đời. Rồi là khi mà tới những cái đời sau đời Đường, rồi mới là tới đời Minh, tới đời Tấn, thì là đầu giữa cái đời Thanh là những tác phẩm của Ngài Thiện Đạo từ bên Nhật Bản. Nhật Bản chạy qua bên Nhật Bản. Nhật Bản mới là có những người thân quen mới là photo in lại cái đó chuyển qua Trung Quốc trở lại. Thì những cái sách vở tư là những cái tư liệu của Ngài Thiện Đạo trở lại cách gần 1 thế kỷ nay. Nên về cái tịnh độ chuyên chính bắt đầu phát triển của Trung Quốc, Đài Loan, nhất là Việt Nam gần đây, những cái đạo tràng về cái tư tưởng tịnh độ Ngài Thiện Đạo. Còn những cái tư tưởng khác mình thực hành không nổi, nhưng mà cách tu theo cái tư tưởng tịnh độ thuần tí của Ngài Thiện Đạo mình thấy dễ dàng nắm trong tay. Đó là chiêu chính, đó là nói quý Phật tử nắm được một cái phần căn bản về cái tịnh độ. Thì hôm nay thầy muốn xoáy cái chỗ là cái chỗ nương tựa của quý Phật tử. Thí dụ mình tu những cái pháp môn khác mình tu xưa nay, nhưng mình còn lơ mơ trên cái cuộc đời của mình, ngày mai khi nhắm mắt không biết về đâu. Thành khi tu tưởng tịnh độ của Ngài Thiện Đạo, kỵ nhất là vấn đề với Phật tử đó, tôi phiền não,
nhiều quá, cái gì cũng có hết, tu nó dở quá, không biết. Ngày mai khi nhắm mắt, Đức Di Đà có rước hay không? Không có, nếu vậy là mình còn nghi, chưa tin. Nhớ, đó là Đức Di Đà đã hứa rõ ràng. Là mình chỉ niệm Phật là muốn về thì có là 10 câu như vậy cũng được vãng sanh Cực Lạc. Thì cái việc đó là không có gì cứ như là. Thầy nói chắc không? Nói chắc. Cái chỗ nương tựa của mình vững chắc về cái cuộc đời tu. Ngày mai khi nhắm mắt được sanh về cõi Cực Lạc, tiếp tục làm bạn với Bất Thố Bồ Tát, Cà Quan Âm Thế Chí, mình đi thẳng đến Phật quả, trở lại đầu chung chúng sanh. Đó là cái điều rất quan trọng, dễ dàng. Phải có cái niềm tin. Niềm tin như vậy thì tất cả nghiệp chướng, tất cả nợ nần của mình là không lo. Tỳ kheo Pháp Tạng đã lo hết, Đức Di Đà đã lo rồi. Thành là một câu Nam Mô Di Đà Phật để tôi tiêu tám muôn bồn 4.000 kiếp trọng tội. Cái này nó thực tế, những người còn sống ra dẫn chứng. Là trước Tết thầy có đi Ấn Độ. Đi Ấn Độ là có một cái thầy kêu là Nhật Thời, học cách đây chừng cả 7 năm, cái khóa thứ nhất luật của Huệ Nghiêm á, thầy học có nửa khóa, thầy bị ung thư bao tử. Mà xưa nói là ung thư thì coi như là cái bản án tử hình nó treo cổ rồi. Ít có ai bi quan nghe mình đang vui vẻ như vậy, mà đi bác sĩ nó ung thư, phán cái lệnh ung thư cái thôi. Về cái hết muốn gì nữa. Cái thì thầy xin nghỉ học, học nửa khóa nghỉ học, về đóng cửa tu, đóng cửa niệm Phật không mà. Mà niệm Phật nó ung thư thì phải chết thôi. Nên thầy niệm Phật không phải để nhờ Phật cho hết bệnh, nhớ. Kêu này, thầy nói là học không có hết bệnh. Nguyện Phật làm sao cho con được vãng sanh. Bỏ cái thân này con được vãng sanh về Cực Lạc, chứ con không có cầu Phật gia hộ cho con hết bệnh. Nên thầy nguyện vậy. Thì cách đây có 6-7 năm như vậy, là hôm trước Tết thầy đi qua Ấn Độ. Ấn Độ gặp thầy trở lại. Thầy qua Ấn Độ thì niệm Phật. Hỏi thầy bệnh ra sao? Thầy nói con hết bệnh rồi. Coi như bác sĩ nói con chụp hình là cái nào con hết bệnh rồi. Đó là câu chuyện thứ nhất thực tế bây giờ mới đây. Câu chuyện thứ hai là cô Diệu Duyên. Năm nay là cô 84 tuổi, hồi Tết là mới thăm thầy. Cô bị tiểu đường. Tiểu đường coi như là một tuần là chạy thận một lần. Rồi tới là một tuần chạy hai lần, là chạy ba lần. Cô bỏ hết. Cô cũng giàu có tiền bạc vàng bạc, giao hết đứa con gái không biết gì hết. Niệm Phật, đóng cửa niệm Phật, nguyện Phật rước con về cõi Cực Lạc. Chứ là con không có muốn ở đây. Con bệnh là con cái, con nó cực dữ lắm, con sợ, con không nở. Nên con muốn về Cực Lạc à. Và niệm Phật 4 tháng trời ròng rã như vậy buông xả hết. Bác sĩ nói giờ cô bữa nay bớt rồi, chạy hai lần thôi. Cô niệm Phật, cô tiếp tục niệm Phật luôn tới tháng thứ năm. Thì bác sĩ tuyên bố là cô chỉ còn lần thôi. Niệm 6 tháng như vậy là cô hết. Là bác sĩ nói giờ này cô khỏi chạy thận nữa. Rồi bác sĩ mới hỏi nhỏ nhỏ, cô uống thuốc gì mà hay như vậy? Cô nói với tôi cho bệnh nhân uống. Cô không nói. Cái thuốc này sao nói được, khó nói mà bác sĩ sao tin. Rồi cô không nói, cho đến tái khám 2-3 tháng sau bác sĩ cũng hỏi nữa. Cô mới nói, cô nói thiệt cái bác sĩ, sợ bác sĩ không tin. Tôi mới không nói, tôi uống thuốc A Di Đà Phật không à. Với Phật tử thấy rõ ràng câu A Di Đà Phật là thuốc A Di Đà. Thuốc A Di Đà, một câu Nam Mô Đà Phật tiêu 84.000 kiếp trọng tội. Mà tế của tội của mình từ vô thủy tới bây giờ, núi Tu Di, Đức Phật nói Tu Di cũng nhỏ hơn nữa. Tại vì không có tướng. Thành là mình mới niệm Phật sau hay sau đòi hết nghiệp sao hết được. Từ mình gây từ vô thủy tới bây giờ, đã đại chúng nhớ. Đó là cái người thứ hai thực tế còn sống. Cái người thứ ba cách đây vừa hơn một tháng là cái ông đó ông giàu có lắm. Giàu có lắm.
Thì ổng là đi bệnh viện Chợ Rẫy, ổng có khối u ở trên đầu á. Thì bác sĩ nói là ông mổ thì cũng không quá 10 năm, mà không mổ cũng không quá 10 năm. Cống niệm Phật không à. Niệm Phật là bữa ông đi mổ. Mổ khi chụp thuốc mê rồi đó, giữa chừng đang mổ như vậy. Xong tỉnh lại, ông thấy ánh sáng Đức Di Đà hiện. Hiện trước đó. Rồi bữa nay ông vô nói chuyện với thầy, ông nói là năm nay con 13 năm rồi này. Bác sĩ nói 10 năm mà không đầy 10 năm mà con năm nay năm thứ 13 rồi còn sống đây. Mạnh khỏe rõ ràng. Đang người thứ ba, người thứ tư. Hiện tại bây giờ là bác sĩ ở quận 2. Cái lúc mà đại dịch Covid đó, đại chúng nhớ, ông rất là tội. Hai vợ chồng bác sĩ mà bả thuộc vào bác sĩ và vi sinh, bệnh ung thư tử cung và ung thư ngực. Thì bả niệm Phật, niệm Phật không à. Niệm Phật rồi coi như là cả năm trời hết. Hết ung thư tử cung, hết thư giúp luôn. Ăn chay trường, bây giờ ăn chay trường. Bác chồng mới gặp thầy ở Nha Trang cả 2 tháng về trước, ăn chay trường. Mà bác sĩ là rất tội. Ổng là thuần thành Phật giáo. Thậm chí mà Covid có lúc đó, ổng giữ thuốc, ổng cất, ổng để dành. Rồi ổng kêu mấy thầy ra chích riêng. Đó là Huệ Nghiêm lần 10 người ra bên quận 2 bệnh đây mà chích, ổng chích đó. Thuốc mà rất là khó như vậy. Đó là cái là, thành bây giờ bà nghĩ bác sĩ mà không thèm làm vậy đó. Bà nhà niệm Phật không chứ, bà tu không làm đó. Đó là 4 người hiện tại giờ, chứ không phải nói sách vở từ quá khứ đó. Tại vì mình chưa tin. Ai chưa tin. Một câu như Phật tiêu 84.000 kiếp trọng tội. Nếu cái nghiệp của mình hết cái cõi này thì được vãng sanh. Còn nếu mà nghiệp mình còn thì cái bệnh nó hết còn ở đây. Nó thì cái việc nó dễ dàng như vậy, mà cái niềm tin của mình chưa có. Mà chưa có vấn đề đó. Để nói lên cái thực, cái câu, một câu với Đạo Phật. Như gần đây thầy có nghe một câu chuyện mà của cái ông ngoại đạo bên Mỹ. Tại vì câu A Di Đà Phật là vô lượng quang. Khi mình niệm Phật về trong kinh có nói là xung quanh mình có ánh sáng. Thành ra cái người mà hấp hối gần chết á, là quan gia trái chủ nhiều đời lợi nó tìm, nó đòi. Mà khi niệm Phật như vậy rồi lại hóa giải những cái quan gia đó. Đó mới có những cái ban mà trợ nợ hộ niệm này khi mà cuối cùng cái hấp hối. Thì cái ông này, ông có dự một cái hội niệm Phật ở bên Mỹ, ở California. Thì khoảng cỡ 200 người, 200 Phật tử bên đó là niệm Phật. Thì ông mới nói rằng tôi là tu thần thông, chứ tôi không có niệm Phật, tôi không có theo Phật giáo, tu theo thần thông. Nhưng bữa đó tôi dự ở trong cái pháp hội đó, là tôi thấy cái pháp hội niệm Phật. Nhưng mà ánh sáng, người thì ánh sáng rõ, rộng, người thì ánh sáng mờ, tối hoặc giả nhỏ. Thì ông thấy người nào cũng có ánh sáng, mà ánh sáng mà rõ, ánh sáng mà nó tối hoặc giả là rộng thôi. Thì mình thấy rằng những người mà có ánh sáng, mình ngồi niệm Phật mà nhất tâm, câu A Di Đà Phật mà nhất tâm như vậy, thì coi như là ánh sáng nó rộng hơn và ánh sáng nó sáng hơn. Thành những người mà niệm Phật mà phân tâm nhiều, vọng tưởng nhiều thì ánh sáng nó mờ. Thì trong kinh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng như là Vô Lượng Thọ cũng có nói một câu A Di Đà Phật của mình là có hào quang xung quanh là che của mình. Thành khi ta niệm Phật rồi có câu hỏi đó là tới đó có cái hào quang mà của ma nó rước hay là của Phật rước, tin vào cái nào thì không có. Khi mà lúc niệm Phật cái ma không có hiện, chỉ là cái là Đức Phật và thánh chúng đã hiện thôi, câu A Di Đà Phật trong đó. Thành khi mà chúng ta hấp hối cần niệm Phật để là giải quyết vấn đề quan gia trái chủ, mình hóa giải họ và có một cái chỗ mà nương tựa Đức Di Đà tiếp dẫn của mình ra đi về cõi cực lạc. Cái đó là cái rõ ràng trong đó. Thì tóm lại cái hôm nay nói chuyện là thầy muốn đưa những cái điều mà chỗ nương tựa cho một người Phật tử cả đời mình tu hành làm việc thiện, tốn việc công về đủ thứ, nhưng mà mình không có mang được một kết quả cho mình như ý muốn thì cái đó cũng đáng buồn. Thành quý Phật tử mà nếu mình tu
nương vào pháp môn tịnh độ là có một cái chỗ nương tựa vững chắc khi mà cuối cuộc đời. Hiện tại mình được sự an lạc, hóa giải được tất cả những cái gì của mình là xảy ra. Chứ không phải là nói là riêng tụng kinh mới là có kết quả nhiều ở niệm Phật, không có. Tại vì một câu A Di Đà Phật coi là nó dễ cái là hợp với cái hoàn cảnh của mình, địa phương của mình, nên là mới phân ra cái vị hành đạo. Thí dụ mình tụng kinh, không có kinh sao tụng, người không biết chữ sao tụng, không có đèn sao tụng, lên xe buýt sao tụng. Còn niệm Phật là chỗ nào có niệm Phật, nên là nó là dễ là vậy, vị hành đạo. Mà cái thời này là quý Phật tử nhớ là hoàn toàn chúng ta nhờ cái tha lực hết á. Làm gì cũng qua tha lực. Quý Phật tử hồi xưa mà muốn gặp nhau phải đây chạy lại tới đó gặp mặt nói chuyện đó đâu ha, buôn bán bây giờ ta buôn bán ở trên điện thoại không à. Nên ai ta cũng có thần thông hết á. Nên quý Phật tử nhớ đó là hoàn toàn tha lực hết. Lấy miếng gạo bỏ vô trong nồi rồi cái bà bấm điện rồi cái chút một xíu ăn. Chứ không bây giờ quý Phật tử từ nhà đến đây đâu phải đi bộ, đi xe hết, hoàn toàn về tha lực. Thành ra về tu, mà mình tu pháp môn tịnh độ là thuộc về cái tha lực, hoàn toàn tha lực, đừng mà dành với Đức Phật Di Đà nha. Dành là nghiệp của mình, Đức Phật Di Đà nó tu lãnh hết cho. Chỉ là tin tôi muốn về niệm danh hiệu đâu thôi. Con vợ mình dành, mình phải làm cái này cái kia nữa, có công đức là thêm mới được, cái đó là cái thừa, cái đó là mình chưa chuyên được. Nghe nói là tu niệm Phật rồi phải tụng thêm bộ pháp Hoa mới có cái công đức mà được vãng sanh, không có, không cần. Đức Phật không đòi hỏi ba việc đó. Ngài chỉ là niệm Phật, tin và niệm danh hiệu của Ngài. Chỉ có Nam Mô Đà Phật là quá dễ, ai cũng làm được cái vấn đề đó. Đó là để dành, Đức Thích Ca là dành cho pháp môn tịnh độ này cho cái thời mạt pháp. Nó là trong kinh Đại Tập mới nói là trong thời mạt pháp này ức ức người tu khó có một người nào mà ra khỏi sự sanh tử luân hồi, chỉ nương pháp môn tịnh độ niệm Phật để ra khỏi sanh tử luân hồi mà thôi. Cho mình thấy đó là những cái điều mà thầy muốn nhắn nhủ tất cả, gửi gắm cho quý tả ngày hôm nay. Đó là những cái mà điều mà tu mà có cái nguồn vui, phải có cái lòng tin và có cái chỗ nương tựa, cái điều này đều rất quan trọng. Nhớ cái điều đó là điều quan trọng. Nếu mình tu mà chỗ nương tựa không có, tu mà thấy nó khổ quá, nó cực quá, nó phiền não quá, lại tu để làm gì? Thành thời này nắm chắc trong tay, đó là câu A Di Đà Phật, là ai cũng làm được, từ nhỏ tới lớn, từ là trí thức đến ngu dốt cũng vẫn phải đòi hỏi có cái niềm tin và muốn về. Đó là cái điều quan trọng nhất của một người Phật tử trong cái thời mạt này. Muốn ra khỏi sanh tử luân hồi không có một đường thứ hai. Thầy phải khẳng định đối với cá nhân của thầy, từ học rất nhiều về cái giáo lý đại thừa tiểu thừa đâu á, như trên cổng của trong cái chùa thầy giới đại, thầy để trì giới niệm Phật. Trì giới niệm Phật, trì giới vào cái thời này là trì giới để chế ngự vấn đề ngũ dục, chứ trì giới không ra khỏi sinh tử luân hồi nổi. Tại vì mình trì đâu có hết. Bây giờ nó riêng về Phật tử năm giới, Phật tử có giữ được hay không? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, quý Phật tử có trọn hay không? Chưa. Sát sanh nó còn cái vấn đề, cả vấn đề rất khó. Nếu Phật tử nào ăn chay trường được, đó cũng là quý rồi. Còn ăn kỳ đó thì chắc chắn rằng làm sao mà khó tránh vấn đề sát sanh. Trộm cắp, buôn bán, rồi mình nói dối hay là này kia, là đủ thứ trong đó, năm giới. Nên Ngài Hoằng Nhất Đại Sư mới nói là cái giữ giới của người Phật tử là khó, giống như người giữ trọn vẹn như sừng trâu như vậy, còn người không giữ được như là lông trâu vậy. Mà nếu quý Phật tử mà giữ được năm giới, được cái nhân làm người rồi, còn ở trong lục đạo, giữ được cái 10 giới thập thiện, được sanh lên cõi trời, cũng lẫn quẩn đó, trở lên trở xuống, rồi xuống đó địa ngục thôi. Đó là thân người còn khó vậy. Thì mình thấy chỉ trì giới cũng trì không nổi. Mấy thầy 250 giới mấy thầy cũng không trì không nổi những cái giới căn bản thôi chứ. Ví dụ như nó là chiều, mấy thầy không ăn cho ăn chiều, mấy thầy không giữ tiền, mấy thầy giữ được không?
không có. Mấy thầy cũng vẫn phạm ra cái điều đó. Thành nó trì giới mà trọn vẹn, trì giới không đó. Mà trọn vẹn như vậy mới chứng A-la-hán. Thì mình chưa làm được, giữ cái phần căn bản, Phật tử cũng vậy. Rồi là, thì cái trì giới, dầu trì giới hiện tại, mà trì giới miên mật, mình làm không nổi. Mà không miên mật như vậy thì cũng chưa có trọn vẹn. Nhớ. Chỉ có niệm Phật mới ra khỏi sinh tử luân hồi. Trì giới chỉ là chế ngự ngũ dục trong hiện tại. Niệm Phật mới được vãng sanh cõi cực lạc, mới ra khỏi sinh tử luân hồi này. Nên cái tiêu đề của thầy á, tiêu đề á là trì giới và niệm Phật. Mà trì giới để làm gì? Để giữ cái bản thể của một vị tỳ kheo. Thí dụ như Phật tử mà không giữ giới thì đâu phải là Phật tử. Đó bổn phận thôi. Chứ không phải đi giữ giới trọn vẹn, năm giới trở giờ làm người chứ không phải ra khỏi sanh tử luân hồi. Mà muốn ra khỏi sanh tử luân hồi chỉ có niệm Phật mà thôi. Nên đó là trì giới để chế ngự ngũ dục, niệm Phật mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Thành là tóm lại cái thời này, chúng ta muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, thầy nói rõ ràng, đó là phải niệm Phật, cầu vãng sanh cực lạc. Còn trở lại đây thì nó lặn hụp trong cái sáu đường mà thôi, nó khổ sở. Thành ra vậy là tin chắc là không có một cái đường thứ hai muốn ra khỏi sanh tử luân hồi trong cái thời mạt này. Đó là thầy nói với cái tự tâm của thầy, chính con người của thầy. Muốn ra khỏi sanh tử luân hồi phải niệm Phật. Tại vì hoàn toàn mình là tự lực làm nổi, bây giờ tha lực, thôi giao hết Đức Di Đà, tôi chỉ biết niệm Phật. Còn cái đó là ngày trước đi, đó là cái trách nhiệm của ngài, đâu quá khỏe, đâu có lo gì đó. Mình chỉ lo niệm Phật thôi. Thì đó, được như vậy thì quý Phật tử thấy nhẹ nhàng trong công việc. Làm gì thì làm. Chứ thầy, nhiều người hiểu cái chữ chuyên lại chuyên á, thầy bây giờ dành vài giây cho thầy bài giải thích vậy nè. Chuyên lại chuyên, nhiều người không hiểu. Bỏ hết công việc nhà, việc này, việc kia đi làm, bỏ hết để mà niệm Phật, không phải. Cái chuyên của ngài Thiện Đạo, ngài nói vậy. Chuyên là tôi nhất định niệm Phật để cầu sanh cực lạc, chứ tôi không có tu pháp môn khác. Dầu ai hỏi cái pháp môn kia nó dễ, rồi tu hai ba ngày chứng đạo, rồi tôi cũng thôi từ chối. Con đâu có cái niềm tin. Là niệm Phật chỉ niệm Phật thôi, không có làm gì khác. Lại Phật Di Đà, không lại Phật khác. Là niệm Phật Di Đà, không niệm Phật khác. Tụng kinh Di Đà, vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, không tụng kinh khác. Đó là gọi là chuyên. Chứ bữa nay mình tụng thêm Pháp Hoa, ngày mai tụng Dược Sư, đó là tạp. Đó là không chuyên ý nghĩa. Rồi là mình công việc nhà, cửa, gia đình vẫn bình thường để làm. Công việc mình làm lúc nào mình nhớ mình niệm Phật, còn không nhớ, quên thì thôi. Ví dụ như dọn cái mâm cơm lên, mình thấy đồ ăn ngon, có mình lo mình nhớ đồ ăn ngon chứ đâu nhớ niệm Phật. Cái lúc đó nó quên rồi. Nhưng mà ăn hồi cái mình nhớ là niệm Phật, nó niệm Phật, đó là chuyên. Chứ không phải chuyên là bỏ hết, không làm gì đó gọi là chuyên, không phải nha. Không phải chuyên ngài Thiện Đạo ngài đó. Chuyên là một hướng về giảng sanh về cực lạc. Cái pháp môn của mình chuyên, chứ không bữa nay ai nói pháp môn này mơ, pháp môn kia hay rồi mình theo, đó gọi là không chuyên. Chuyên ý nghĩa là nó vậy. Đó là cái điều mà thầy trình bày chia sẻ tất cả quý Phật tử cái pháp hội hôm nay. Đó là những cái điều kinh nghiệm, cũng như là những cái điều mình tin chắc chính mình trong cái tầm tay có thể mình làm được, chứ không phải trên văn tự cách này cách khác. Thầy mong rằng cái buổi pháp thoại này quý Phật tử nhận ở đây những cái điều nào mà mình thấy vừa mình, nó hợp với mình, cũng như vô trong cái nhà hàng ta đem ra cái thực đơn, mình thấy cái món nào mà nó hợp với khẩu vị mình, hợp với cơ thể mình, hợp với túi tiền mình, thì mình kêu mình ăn, thì cái đó nó hợp với mình. Đó là cái điều mà dầu thầy nói quý Phật tử hôm nay trong pháp hội thì nhiều căn cơ, nhiều cái pháp tu, rồi nhận được cái nào đó thì coi là mình thực hành theo để lợi ích thiết thực. Mong rằng chư Phật gia hộ tất cả quý Phật tử đều được sự an lành và được sự an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính nghe Phật pháp cao thâm màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, cao thâm giáo nghĩa quyền vi. Thật là một buổi khai pháp
cao siêu, màu nhiệm vô cùng. Thông qua những lời dạy mộc mạc, chân thành nhưng rất là sâu sắc của Đức Đại Lão Hòa Thượng đã làm cho đại chúng con nhận chân được cốt tủy của Phật Pháp và phương thức tu hành. Chúng con cảm giác như Hòa Thượng có tha tâm thông, hiểu được căn cơ chúng sinh, hiểu được tinh thần của đại chúng. Đa phần với những cái chí phàm phu hạ liệt thì thông thường làm chơi, muốn ăn thiệt, luôn lúc nào cũng thích dễ mà hiệu quả cao. Và chúng con có cảm giác rằng điều đó không phải là một cái sự thật, nhưng lại có một lý do, có một phương pháp, có một phương tiện để mà hỗ trợ chúng con trên con đường tu học thông qua pháp môn của tịnh độ và kinh nghiệm tu hành của Đức Hòa Thượng, đã cho chúng con thấy được rằng tha lực là một trong những cái phương pháp hay là những cái phương tiện quan trọng trong cái thời mạt pháp này. Chúng con tự biết rằng chúng sinh thời mạt căn cơ hạ liệt, cho nên trong bài sám nguyện có câu là chí phàm phu tự lực khó thành, cầu Đức Phật từ bi gia hộ. Thật đúng vậy. Nhờ những phương tiện nguyện lực Đức Di Đà, sự gia trì lực của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát và sự hỗ trợ việc tu hành của chư Tôn Đức, để làm một động lực khích lệ để động viên cho chúng con trên lộ trình tu hành. Lời dạy của Đức Phật từ ngàn xưa qua quá trình dài được truyền tụng qua nhiều thế hệ, dĩ nhiên có tính chất dị bản. Chúng con chưa biết nguyện lực của Đức Phật để đưa chúng con đến tịnh độ như thế nào, nhưng mà với đời sống chân tu mô phạm và trải nghiệm mấy mươi năm tu hành của Đức Hòa Thượng thì con tin vào Hòa Thượng sâu sắc hơn. Con mong rằng đại chúng thấu hiểu được những gì mà Hòa Thượng truyền trao bằng cả một cái tâm, bằng cả một cái đức, bằng cả một quá trình hành trì, để mong sao người tu tiếp thu để mà ứng dụng cho có kết quả. Con sẽ điều chỉnh lại một phần trong nhận thức cũng như phương pháp để góp phần trợ duyên cho quý hành giả trên lộ trình tu tập, để an tâm, để vững tin và có một cái kết quả tốt đẹp trong hiện tại lẫn mai sau. Một bài pháp thật quý báu trong ngày khai pháp này, như một trận mưa thấm nhuần sau một thời gọi là khô hạn. Chúng con xin được khắc cốt ghi tâm và y giáo phụng hành những lời dạy của Đức Hòa Thượng. Y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Và toàn thể đại chúng chúng con kính nguyện mười phương Đức Phật từ bi gia hộ cho Đức Hòa Thượng, pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, đạo thọ duyên trường, để làm bóng cây đại thụ cho chúng con nương tựa lâu dài trên con đường học tu chánh pháp. Và chúng con xin được thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân tam bái. Xá là quý Phật tử xá. Chúng sanh vô biên nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện.
Thank you.